mấy cây, một ngày mấy cây vậy bên trên ngoài này em? Thì anh thắp một chỗ cây, anh thắp 9 cây là được ạ. À. Còn ấy thì cắm thêm thôi, cho nó không sao. Nguyên tắc là bát nhang là có 9 cây rồi, nó tốt. Cái này 3 cây ở trên, trên dưới và ngoài. Đây, mở lên. Ê, mọi mọi người thôi, mọi người thắp đi. Thắp dưới cho cậu tay được rồi nè, cho thắp được, thắp bàn thờ cậu thôi, hoặc là mọi người thắp đi. Ủa, lâu lắm rồi, hôm nay mới được thắp nhang cho cậu á. Nay con cháu về thăm cậu ở với anh nha. Trời ơi, cây đẹp không? Trời ơi, cái giọng cũng đẹp luôn. Cái giá giọng. Giá như nhà Mỹ vậy đó, cũng giống vậy mà. Tôi đó nói trời ơi, chị Mỹ này sao cái gì cũng đẹp vậy? Sao chị cũng xài nhiều như vậy? Nào cái vọng, cái đời rồi thắp nhang, cái gì đó. Sao hưởng giá của anh cũng nhiều vậy? Để hưởng sái là hên lắm ấy. Hưởng sái là rất hên đấy nha. Chị Út á, chị leo ra chị phơ á. Mình sống có miệng lớn thì mình chắc không. Không ạ. Thay thử ra thử. Đây là chị cái móc á. Rồi. Rồi, ok, ba cái. Đúng rồi. Chua hay á. Cái này bây giờ mua không được. Mua đến làm cầu thang rác luôn, gỗ cẩm luôn, gỗ thang gỗ cẩm. Đặt người ta đem tới gì được không? Mới đặt được. Mới đặt tới gì được không? Ủa, đẹp quá nhờ, đẹp quá. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Kết quả này ship luôn. Rồi, ra thôi. Cô ba. Chị ba rồi, ra thôi. Đây, quả cúp này mới đẹp này. Hả? Cúp này đẹp này. Chính này hả? Thế có phải của Nhật đâu anh? Hả? Phải xịn không? Xịn của Nhật đúng không? Nó nguyên luôn á. Của nguyên luôn à? Đẹp nhờ? Sáu trăm mấy cây à? Mới nhờ? Thì sáu trăm mấy cây à? Cái này đời cổ từ xưa đến ngoài đời. Ơi cổ xưa đấy. Kim vàng giọt lệ đúng không? Đúng rồi. Nè anh rửa cái đứt lên là biết gì đâu. Rửa đứt lên, rửa đứt lên. Kim vàng giọt lệ. Đúng rồi. Có xăng không anh? Có chứ, nổ mà nổ kim vàng giọt lệ. Xe nào cũng có xăng hết. Có nè. Vậy là anh chạy đi luôn, chạy luôn phim đó. Đúng rồi. Để duy trì máy. Rồi, mời vô. Đấy, anh phụ vào đấy. Rồi, ngồi vô. Chơi, 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 chơi,